Đây là hai cái cúc. Hai cái cúc. Rút ra. Mà không được làm vỡ đâu nha. Cái gì vậy? Mẹo thủ công thì không thua gì, phải có mẹo không? Phải có mẹo đi, phương pháp thủ công không thua. Đã chưa? Thắm có mẹo gì không? Thắm xem có khăn sáng kiến nào không? Đấy, thắm mang cái muối này, đập ra. Đập thì tan khóc. Sợ không? Thắm nhìn thấy búa rồi. Thắm chỉ biết búa. Thắm nhìn dùng búa. Vâng. Không được vỡ nhá, vỡ là hỏng ấy. Ừ. Tóm lại chịu rồi, coi xem mấy thì xem như thế nào. Chịu búa tay. Ông đổ nước. Đổ nước cho chân. Ông đổ nước vào không ăn thua đâu. À, đi cho mỡ. Càng trơn. Thôi, đến đây coi nào. Mới cho con bận cái bật lửa ấy. Nha, bật lửa ấy nhá. Dùng trần mỗi cái bật lửa này. Vẫn làm cái ống nước cũng như thế mà còn. Yeah, chúng ta dùng cái để cái này vào cái mày hơ. Lại vào cái khay đi. Xung quanh. Ông đưa cái giỏ kia đây. Cái cốc của ông bỏ ông bỏ ra. Đấy, bắt đầu ra rồi nhé các bạn nhá. Chỉ cần một cái mẹo thôi. Mẹo nhỏ. Thao tác rất nhẹ, nhỏ nhẹ không không cần dùng sức. Các bạn có thể tháo hai cốc ra một cách dễ dàng, không cần phải dùng sức nha. Chúng là mất của tôi cái mấy nửa bao tiền? Mà cái mấy nửa của tôi mua bao tiền mà cái mấy nửa này?